Xin chào các bạn. Khi mà tôi dạy người khác làm YouTube á, thì cũng có gặp một số các kiểu dạng người, tức là họ rất là tự tin về bản thân họ. Họ nghĩ là họ sẽ muốn làm thế này, muốn làm thế kia, muốn tỏa sáng, muốn rất là nhiều điều ha. Nhưng mà cái điều chính yếu nhất á, là họ cần thì họ không có chú trọng. Họ cần kiên nhẫn, họ có kiên nhẫn được không? Và họ có thể vượt khó được hay không? Họ có thể khống chế được cái sự tự mãn của mình hay không? Và họ ngừng chỉ trích người khác được hay không? Và họ cần là tham khảo rất nhiều những cái nguồn thông tin. Họ có làm được không? Cái vấn đề là mình chưa làm được điều đó mà mình đã chê những nhà tư vấn như là Tuấn Lê, Tuệ An hoặc Vera Hà Anh hay Búp Bờ. Mình chê họ. Và trong khi đó mình đang đi con đường của họ. Mình là học trò của họ. Mình là hậu bối của họ. Họ là người tiền bối. Cho dù có thể nói bạn giỏi đến mức là bạn làm ra cái ai cũng biết đến bạn, thậm chí khách của tất cả những nhà tư vấn đều tìm đến bạn, thì cái điều đó là cái điều bạn nói thôi, bạn chưa có làm. Mà tôi thì không nghe người ta nói, mà tôi chỉ nhìn vào cái kết quả. Còn khi mà bạn đã có khả năng mà như thế rồi thì bạn không cần học ai, bạn tự phát được rồi. Một khi bạn đã muốn đi học người khác, chứng tỏ là bạn phải khuất phục dưới cái tài của họ, hoặc là người đó phải có cái gì đó hơn bạn, người đó mới xứng đáng làm thầy của bạn chứ. Còn nếu mà người đó không có cái sở trường về cái lĩnh vực đó, bạn đi học chắc chắn bạn cũng chẳng làm được. Tại ông thầy ông còn không làm được mà. Tùy có, hiếm á, hiếm có cái đứa học sinh mà nó giỏi hơn thầy lắm. Đa phần là thầy sẽ giỏi hơn trò. Còn có những đứa, gọi là hiếm khi mà có những đứa học sinh vượt trội như vậy. Thế nên là trước khi chúng ta làm được điều gì đó, chúng ta đừng có cho rằng chúng ta sẽ làm được. Bởi vì mình đi sau người ta, mình không làm được những gì như người ta, thì mình không thể khẳng định là mình giỏi hơn người ta được. Mình giả sử rằng nếu tôi có một cái khoảng thời gian như vậy, tôi cũng sẽ làm như vậy. Không đúng. Bạn có thể làm được như vậy, nhưng mà bạn không có thành công bằng họ. Vì sao? Họ có cái tư duy và góc nhìn của cái người kinh doanh trong cái lĩnh vực làm việc, và họ có tầm nhìn hơn hẳn bạn. Ví dụ như tôi hỏi, bạn có nghe cái đó chưa? Bạn có biết cái này không? Kiến thức của một người á, căn cứ theo độ giàu có của họ là họ hiểu rất nhiều thứ. Cái người mà càng nhiều tiền bao nhiêu thì sự hiểu biết của họ càng lớn bấy nhiêu. Chứ không phải là họ nhiều tiền, nhìn họ ngốc ngốc ngách ngách vậy thôi, nhưng mà kiến thức trong đầu họ rất là nhiều. Chúng ta hoàn toàn giống nhau các bạn. Đầu, mũi, tay, chân đều giống nhau, nhưng mà trong bộ não của mỗi người khác nhau chỗ đó thôi. Nên là mình đừng có tự mãn là mình sẽ làm được. Mình nói vậy mà mình không làm được, mình mới là cái người không có đúng. Nhìn người ta khờ khờ ngáo ngáo vậy đó, nhưng mà cái lượng kiến thức của người ta thu nạp và rất nhiều, và họ đã phải nỗ lực cố gắng. Cái gì mình cũng muốn hết á, nhưng mà cái điều cần nhất của mình là giữ được cái sự bình thản, giữ được cái tâm lý vững vàng trước khi mà mình muốn phát ngôn. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình sẽ hay hơn người khác, mình giỏi hơn người khác. Bản chất bây giờ mình đã không hơn người ta được rồi, thì mình phải suy nghĩ lại. Vì sao mà mình không thành công? Vì mình ngã mạn, mình phá đi cái phước của mình nên mình không được đạt như họ. Có nhiều người rất là tài nhưng mà không có nổi tiếng, không có được tiền nhiều, không có được may mắn trong cuộc sống. Vì sao? Vì cái miệng của mình á, luôn khinh người khác. Không khinh đi thì chê, chê hết chỗ này, chê đến chỗ kia, nhưng mà chính bản thân mình lại chẳng làm được cái cốc khô kỵ gió gì giống như người ta hết. Đây là cái tâm lý mà chúng ta cần phải điều chỉnh lại. Đặc biệt là người phụ nữ rất là khẩu nghiệp trong lời nói và có cái tiếng tự mãn. Đàn ông cũng vậy, bạn để ý coi, có những người đàn ông á, người ta cũng rất là tài nhưng mà làm không được. Vì sao? Ngã mà thiếu phước. Con người chỉ hơn nhau ở chữ phước thôi. Còn nói về tài năng á, nhiều khi cái thằng đó nó tài hơn mình nữa, nhưng mà làm không được. Vì sao? Nó thiếu phước, nó không có đủ phước duyên, nó không có đủ may mắn, nên đường đời nó đi nó cứ té hoài, nó té 3-4 lần là nó nản. Mà người muốn thành công á mà không có đứng dậy được sau những lần vấp ngã thì cái người đó ngã hoài, mà ngã không đứng dậy được. Giống như cái người mà làm một cái bài toán gọi là trắc nghiệm á, là luôn luôn sai ở cái vấn đề sai. Bạn cứ để ý coi, khi mà bạn học 100 câu trắc nghiệm, bạn làm lần đầu tiên là bạn đúng hết, chỉ sai 30 câu thôi. Vậy thì lần thứ hai bạn chỉ học 30 câu bạn sai thôi, chứ không phải là bạn học hết 100 câu. Đó mới là cái phương pháp học trắc nghiệm. Và cái vấn đề của những người mà đi học tôi á, là có một số người rất là ngã mạn. Người ta nhắc mình, nhưng mà mình là cái kiểu dạng như là kiểu sai theo cái dạng mà trắc nghiệm, luôn luôn sai ở cái vấn đề mà người ta nhắc, nhắc hoài vẫn sai. Tức là cái người đó không có khả năng sửa chữa. Muốn thế này, muốn thế kia, muốn nhiều tiền, muốn tỏa sáng, muốn nổi tiếng, nhưng mà chính bản thân mình không thay đổi được, lại rơi vào một cái vòng xoáy giống hệt như con lừa cứ đi vòng vòng xung quanh cái gối xay. Tưởng mình đi rất là xa nhưng mà thật ra là đang dẫm trên những cái sai lầm cũ của mình. Đó, nó chỉ là vậy thôi. Mình cần phải có cái bước nhìn khác hơn. Mình phải nhấc mình ra khỏi cái vấn đề của mình để nhìn vào sự việc. Khi mà mình chưa làm
mình chưa làm thì mình chưa gặp thử thách, mình chưa gặp cái khó khăn, mà mình đã nghĩ rằng nếu mà mình làm mình đã thành công hơn người ta. Cái đó là những cái lời nói của người không bao giờ thành công. Cái người thành công là cái người thất bại mà không dừng lại. Còn cái người dừng lại sau thất bại vài lần thì người đó không bao giờ thành công. Đó là một cái điều mà chúng ta không thể phủ nhận được. Ở những người thành công, họ đạt được yếu tố thứ nhất là tài năng, thứ hai là cái phước đức của họ và cái sự kiên trì. Và đương nhiên họ phải đứng dậy sau rất nhiều vấp ngã, và họ vượt qua được điều đó họ mới thành công. Còn đa phần chúng ta trong cuộc sống là mơ ước những gì cao sang, nhưng mà lại không có đủ nghị lực để mà nằm gai nếm mật, để mà trải qua những cái điều khó khăn để đạt được điều đó. Đó chính là một cái thử thách rất là lớn đối với người đi học, cũng như là đối với người mà muốn đạt được điều gì đó trong cuộc sống. Tình yêu, công việc, tiền bạc hay là sức khỏe đi nữa, thì bạn cần phải có một cái quá trình trau dồi, rèn luyện, nỗ lực bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian lắng nghe cái phần chia sẻ này của tôi. Xin chào.